Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Auto4, mình là Công Khanh. Ngày hôm nay thì Khanh lại tiếp tục làm một cái video nữa nha các bạn. Ngày hôm nay thì Khanh sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn và các chị một cái siêu phẩm, đó là Ford Explorer. Thì phiên bản này là cái model này là model 2019 nha các bạn. Xe của mình là xuất xưởng 2018 nhưng mà mua model 2019. Về phần phía trước đầu xe thì các bạn cũng có thể thấy nè, thì phía trước đầu xe của mình có một số điểm thay đổi so với lại phiên bản 27 thì nó sẽ khác hơn. Và thứ nhất là về cái viền inox ở đây, nó thiết kế khác so với lại cái bản 27 của mình. Ở phía trước của chúng ta thì vẫn được trang bị cái bốn mắt cảm biến phía trước đầu xe và hai mắt cảm biến hai bên hông. Phần cản trước chúng ta cũng được trang bị thêm một cái camera phía trước này. Đây, camera phía trước đó các bạn. Thì bây giờ Khanh sẽ quay tổng thể bên ngoài và bên trong nội thất của xe để các bạn và các anh chị tham khảo. Hốc đèn cản chúng ta nhìn rất là đẹp, rất là thể thao. Bên cạnh đó thì ở đây thì các bạn cũng có thể thấy được là cái phần bốn cái mâm của mình đó. Thì cái mâm của xe 2018, xe mới của mình, thì cái mâm của mình được thiết kế nhìn nó thể thao hơn, nó khác so với lại cái phiên bản 2017, có thay đổi một chút về cái mâm, về cái mâm xe. Trên kính chiếu hậu chúng ta thì vẫn trang bị một cái đèn báo rẽ trên đây, trông rất là tinh tế, chữ Explorer trên kính chiếu hậu luôn đó. Tay nắm cửa vẫn trang bị cảm biến nhiệt để mở cửa. Ở đây thì các bạn cũng có thể thấy là cái khi mà Khanh mở cửa ra thì các bạn có thể thấy cái dàn nội thất bên trong xe mình nhìn rất là đẹp các bạn, rất là rộng, cảm giác Khanh nhìn rất là rộng. Ở đây thì bản Explorer của mình á, thì hai ghế trước đều là chỉnh điện hết. Lúc này là chỉnh massage nha các bạn, lúc này chỉnh điện ghế gập đây tới nè đó. Đây là bên trong xe, nội thất bên trong xe Ford Explorer 2.3 EcoBoost đó. Thì xe này của chúng ta, cái bản xe này bản 2.3 này á, thì mình cũng vẫn có cái sunroof ở trên, cửa sổ trời ở trên các bạn. Ghế là ghế da, trang bị ghế da. Ở đây mình có một cái cốp để đồ, cốp để giấy tờ khá là lớn. Một cái viền chữ ở đây, hàng chữ ở đây, trông rất là sang. Lo, hệ thống lo là lo Sony và cái đầu CD cũng là đầu CD Sony luôn. Hai cái trước của chúng ta có tính năng là sưởi và làm mát và tính năng massage. Đó, thì bây giờ Khanh sẽ đi vào cái fan ở phía sau. Đây, do là xe này cũng vừa mới lên nên là vẫn chưa có lột cái ni lông ra. Ở phía sau thì mình được trang bị ở đây là một cái đầu DVD và bên kia một cái đầu DVD. Hai cái đầu DVD này nó sẽ riêng biệt và nó sẽ có thêm cái tai nghe cho mỗi bên nữa, nên là người ngồi phía sau có thể là xem được DVD, có thể mình xem nhạc, xem phim gì đó tùy mình, không có ảnh hưởng đến nhau, không có ảnh hưởng đến người khác, người xung quanh đó. Cái cửa sổ trời, cái sunroof của chúng ta kéo dài là tới cái hàng ghế thứ hai phía sau luôn nha các bạn. Đó, không gian này, cái này mình đang để đồ nè, không gian để đồ rất là rộng đó. Xe màu trắng, nội thất màu đen rất là sang. Mâm của chúng ta là mâm 20 inch. Ở đây về cái bình xăng, thì bình xăng của chúng ta á, chúng ta chỉ việc nhấn vào thôi thì chúng ta sẽ mở ra. Thì cái nắp bình xăng này nó sẽ khóa lại khi chúng ta lóc cửa hoặc là khi chúng ta chạy xe, thì cái nắp bình xăng nó sẽ tự động nó lóc lại. Còn khi chúng ta ngừng lại để tắt chìa khóa, tắt động cơ, thì cái nắp bình xăng mình có thể là nhấn vào để mở ra. Đây, EcoBoost 4.0D vận động 4 bánh toàn thời gian. Đó, cái phần đuôi phía sau thì các bạn có thể thấy đó, phần cản phía sau, cản dưới đó, thì các bạn cũng có thể thấy là nó thay đổi một số so với một số nét, cái đường nét nó thay đổi một số cái so với lại cái bản 27 đó.
Limited vẫn được trang bị camera phía sau. Rồi thì bây giờ Khanh sẽ mở cái cốp lên để các bạn xem nha. Tốt nguồn là tê điện luôn. Đó, cái xe của chúng ta nó rất là rộng, có thể là trang bị được, mình có thể là chở đồ phía sau rất là nhiều. Ở đây thì mình cũng có một số đồ mình đang để trên đây rất là nhiều các bạn. Thì ở đây mình có một số vàng nút để mình điều khiển, điều chỉnh cái gập ghế phía sau. Đó, gập ghế phía sau của mình là gập điện hết. Nó rất là rộng các bạn ơi. Rồi thì bây giờ Khanh sẽ đóng cốp lại nha. Cốp điện nha các bạn. Đây là phiên bản Limited về Việt Nam mình. Thì về thị trường Việt Nam của chúng ta thì chỉ có một phiên bản màu thôi. Và phiên bản này thì mình có 4 màu: màu trắng, màu đen và màu đỏ và màu xám. Đó là 4 màu, 4 màu mình nhập về. Thì khi mà xem video đó, các bạn và các anh chị nào có nhu cầu xem xe thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Khanh qua số điện thoại là 0933 834 796. Ngoài ra thì đừng quên nhấn nút đăng ký để mình đón xem những video mới nhất của Khanh nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và tất cả các bạn và các anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.